giải võ thuật liên trường Trifa Bang. Tham gia câu lạc bộ là một yêu cầu bắt buộc để xét điểm cho các bạn sinh viên cuối kỳ. Nổi bật hơn hết đó chính là câu lạc bộ MMA DC. Chúng ta còn có câu lạc bộ võ ta nữa. Võ ta có giống võ Bình Định không? Giới thiệu với mọi người, đây là anh Khoa, năm nhất, thành viên mới của chúng ta. Em có phản xạ và năng khiếu, nhưng gặp cao thủ thực sự không chuẩn vận, em sẽ chết chắc. Em quen thằng nào, anh đập thằng đó. Gạch chân anh mày. Rõ ràng gạch chân vào tôi mà. Mới năm nhất à, chén được hết cơ của trường. Ngon. Anh nói cái gì? Hoàng, anh bỏ cái trò hèn đó đi. Bản thân anh đang về đúng cái vị trí hàng hạ của anh rồi đó. Tròn dáng luôn á.